Đấy, xe chở đà điểu, chở chim cu. Các bạn thân mến, xe lôi vào tận cổng nhà thao chim cu gáy. Và những thùng đà điểu, rồi những thùng chim sẽ được gửi đi toàn quốc, bắt đầu từ cổng nhà mình. Các bạn thấy là một buổi sáng rất là vất vả. Mọi thông tin chi tiết các bạn liên hệ vào những cái số điện thoại và địa chỉ số tài khoản đây để các bạn tiện giao dịch.